Diễn viên Khả Như bức xúc khi bị giả mạo, còn liên quan đến cả Trường Giang và Puka. Những chia sẻ mới đây của diễn viên Khả Như đã khiến dân mạng dậy sóng. Diễn viên Khả Như là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Năm 2022 là một năm thành công với diễn viên Khả Như khi xuất hiện ở nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là dự án điện ảnh Nhà Bà Nữ của Trấn Thành sẽ ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2023. Tuy nhiên mới đây nhất, diễn viên Khả Như đã bất ngờ chia sẻ thông tin việc bị giả mạo trên mạng xã hội. Cụ thể, nữ diễn viên bị cắt ghép hình ảnh với Trường Giang, Puka vào các bài đăng quảng cáo với nội dung lừa đảo. Quá bức xúc với hành động mạo danh, Khả Như đã đăng đàn thông báo. Khả Như viết, cảnh báo lừa đảo, mọi người cẩn trọng. Mèo chưa bao giờ mở những dịch vụ này. Tất cả mọi thứ liên quan đến nội dung này đều là lừa đảo, không liên quan tới mèo. Mọi người hãy báo cáo và tuyệt đối không để bị lừa nhé. Gần Tết rồi, cẩn trọng mọi thành phần lừa đảo cả nhà ơi. Chỉ có duy nhất một trang Khả Như này là chính chủ, mọi người lưu ý nhé. Ngay lập tức, bài đăng của diễn viên Khả Như đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Đa số netizen đều đồng cảm với tình trạng mà nữ diễn viên Nhà Bà Nữ gặp phải, đồng thời lên tiếng trấn an thần tượng. Tội nghiệp chỉ Khả Như, cuối năm rồi mà còn gặp vận đen nữa. Thương mèo thật sự, không hiểu tại sao cứ mạo danh rồi cắt ghép hình ảnh người khác để lừa đảo. Mong Khả Như nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để tránh dẫn đến những sự cố không đáng có sau này. Làm tới luôn đi chị Khả Như ơi, đừng để tình trạng này kéo dài.